thì hôm nay có cái đổi máy máy đèn nè, thì để quay cho các bạn coi nha. Đây, hơi khó khăn chút xíu, chờ chút xíu nha. Rồi các bạn, thì hiện giờ là từ trên xe cẩu nè, các bạn thấy không? Rồi đem cái máy đê, cái máy Kia 25 nè xuống đây rồi. Rồi đem lắp cho cái chiếc tàu cá này nè. Rồi khó khăn một xíu, ghe đông quá bây giờ là... Ê, bá vô rồi. Đó, bạn thấy không? Rồi, hiện giờ là hơi khó khăn chút xíu là vì ghe nó hơi dạt ra quá, cho nên là bây giờ phải dùng sức cái sức máy của chiếc tàu cảo chân dịch này nè để thông nó vô. Mình sẽ đem cái máy Isuzu này nè. Máy này máy phát điện các bạn. Mua cũ lại. Rồi đem lên chiếc tàu cái này nè. Các bạn đang xem đó là quá trình mà đem cái máy Isuzu này nè lên cái để mà thay cái máy cũ. Thì giờ thì tiết đang mưa nha các bạn, thông cảm nha. Cái máy này khoảng nhiêu tiền vậy anh? Máy nhiều chứ tí 80 triệu.
hiện giờ nối thêm dây nữa các bạn, sợ có vấn đề trục trặc dây một người bỏ. Mọi thứ đều phải cẩn thận chút xíu. Mình đỡ đầu nó lên nè, đỡ cái đầu kia lên nè. Dạ đây thì lên cái đang móc móc về chạy. Rồi hiện giờ là đây là cái máy cũ nữa các bạn, đây phần cũ của nó nè, hiện giờ mình đem đi làm lại, giờ mua cái máy mới gắn vô. Vàng tí bỏ không nó mà tí không mà trả được rồi á, nhẹ vô chưa, nhẹ vô chưa, trả được. Sẵn đang ấy khở công đi về kho chở tới cái lô rồi. Cái bắt mình nặng không? Cao của máy lên mới được. Nhẹ. Cái này hạ vô chết luôn à. Thì sao? Phải nặng máy lên mới được. Để cái nặng lại vậy nó đi từ từ. Chịu lại cho nó chịu cái đi. Này nè, thả đi cái máy đi kéo tay 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 đi thôi. Trời nhạo vậy mà này đẩy còn đi được nữa. Giác đầu lên cái đầu chứ đi tay tay thứ rồi. Ừ. Đưa đóng tiếp cái đây là đặt vừa bể mặt nó dây chịu đi, bớt từ đi trời đâu, kéo lên đi, đi từ 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 vô miếng dán. Ây da. Rồi, Hảo đang luôn xin ơi. Cái giấy này vô giữ luôn đi. Để cái hạ gì vậy. Đây đây. Đó, đây đó. Đưa mất ba nó xuống bỏ xuống như sườn ơi. Ngày không có. Không có ai. Mày à, mày ta. Cái đâu nước kìa. Có không? Nè trời ơi. Sao hôm bữa nó dùng băng vậy? Ai? Dùng băng vậy. Dùng nó bóp vô cái khúc luôn. Cái này cái mã đi, chủ yếu chạy này mà mày có dây nè, lấy cái mã số của mày mình bóp. Vô gom về đi xò bỏ vô đó lên đây. Làm về đi xò ấy hư luôn nè. Còn mấy cái nó tông nữa kìa. Hiện giờ đang đem mấy cái đồ cũ nó đi sửa chữa lại nè các bạn ơi. Rồi hiện giờ thì chuẩn bị lòn dây để đem cái máy xuống cái hầm máy đó các bạn.
Máy này thì theo thông tin mình được biết thì nó trên, nếu mà mua mới thì trên 150 triệu các bạn. Mua mới toàn bộ luôn á. Nếu mà còn mua cũ thì hiện giờ là 60 triệu. Là chưa tính mà ba cái đồ giặt chặt nữa đó. Cái máy không đó. Người đang chuẩn bị đem máy xuống cái hầm xuống đó. Thì cũng nhờ sức của bà Lan thôi, nhờ sức máy và cái máy kéo tay nè, bà Lan nè. Rồi clip này đến đây kết thúc nha các bạn, thì cũng có nhiều à. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, nhớ đăng ký kênh nha.